Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Deslas nhận token DXL. Thì đây là cái đất, cái whitelist của cái dự án này, cái dự án Deslas này. Thì hiện tại thì cái dự án này nó đang mở chương trình đăng ký IDO. Thì IDO có nghĩa là chúng ta là tham gia vào cái danh sách đăng ký. Thì sau này nó sẽ random, thì những người nào mà được random trúng thì có thể là được mua IDO con token DLX đến từ dự án này. Thì những kèo IDO như thế này những kèo IDO như thế này, bạn nào mà mua được á, thì có thể là x2, x10 hoặc là có thể là lên đến là x100, x50 á nha các bạn, x50, x100. Thì ngoài cái IDO, ngoài tham gia IDO wallet của họ thì họ còn có một cái chương trình airdrop. Thì tổng nguồn cung cho airdrop đó là, thì để mình nói sơ qua về cái IDO của họ nhé. Thì hiện tại thì IDO của họ sẽ mở farm bắt đầu vào ngày 26 nhé, đến ngày 28. Thì giá IDO của họ bán là 0,02 đô cho một token. Và tổng token bán cho IDO đó có nghĩa là 20 triệu token DXL, tương đương là 400.000 token, tương đương là 400.000 đô la nha các bạn. Một con số rất là cao. Thì ngoài IDO ra thì họ còn cái airdrop. Thì airdrop này nếu mà bạn nào mà trật IDO thì chúng ta có thể là nhận từ airdrop nhé. Thì airdrop này nó sẽ phân bổ mã thông báo. Thì tổng nguồn cung của mã thông báo token ấy, thì tổng nguồn cung của nó là 0,625% tổng nguồn cung nó sẽ phân phối cho airdrop, là tương đương có nghĩa là 6.250.000 token DXL nó sẽ phân phối cho airdrop cho chúng ta nhé. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tham gia điền form thôi. Thì nếu mà trật IDO thì chúng ta sẽ được là nhận airdrop nhé. Đấy, chúng ta tham gia airdrop thôi. Còn bạn nào mà sau này mà trúng IDO thì bạn nào muốn mua thì có thể mua nhé. Ở việc đầu tư thì mình không khuyến khích các bạn đầu tư. Bạn nào muốn mua thì có thể mua nếu trúng IDO. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia airdrop thôi. Chúng ta tham gia ăn chia 6.250.000 token DXL này đến từ airdrop của họ. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video. Và con này nó chạy trên nền tảng là Binance Smart Chain nha các bạn, BEP20. Ok, các bạn vào link dưới phần mô tả video xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bước tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút Start. Ok. Thì sau khi các bạn ấn vào nút Start xong thì ở đây nó Solana Solace. Ủa, con này nó chạy trên nền tảng Solana à? Sao trên form của họ là để là Binance Smart Chain ta? Hình như mình đọc lộn hồi nãy các bạn ạ. Như vậy là con này nó chạy trên nền tảng của Solana các bạn ạ, Wison ấy. Đợi mình tí nhé. Con này nó chạy trên nền tảng Solana. Ok, thì nền tảng sao cũng khá là ngon ở thời điểm hiện tại này. Ok, thì sau khi các bạn vào link dưới phần mô tả xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì cái đầu tiên của nó là nó yêu cầu chúng ta là chọn lại ngôn ngữ. Thì bạn nào muốn chọn tiếng Anh thì các bạn tích vào tiếng Anh thôi. Nhầm. Thì ở phần này thì các bạn ấn nút OK với mình nhé. Ok. Bước tiếp theo đó là nó yêu cầu chúng ta là follow Twitter and vote with Bintis kèm với cái hashtag này. Ok, thì các bạn copy lại cái đoạn hashtag này giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái đoạn hashtag này nè. Đấy, các bạn copy lại, sao chép lại. Sau đó các bạn nhấn vào cái đường link Twitter của họ này, cái đường link Twitter của họ ở dưới này. Các bạn nhấn vào, chúng ta đi đến Twitter của họ. Ok, trên Twitter của họ thì các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ. Các bạn chọn vào phần vote with, từ with là bằng bình luận rồi nhé. Sau đó các bạn dán cái hashtag các bạn vừa copy vào đây. Ok. Sau đó các bạn xuống hàng, các bạn có thể là tag thêm 2-3 người bạn vào đây cũng được nhé. Đây mình thường thường là tag 3 bạn đây. Ok, sau đó các bạn ấn vào phần từ with chúng ta đăng lại bài viết này. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại với cái form, các bạn ấn vào nút Don. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là name, nó hỏi tên của chúng ta là gì, thì các bạn điền lại họ và tên của các bạn nhé.
OK, sau đó các bạn ấn vào nút OK. Tiếp theo đó là ngày tháng năm, thì các bạn điền lại ngày tháng năm của các bạn nhé. Thì ở phần month này nè, month có nghĩa là tháng nè, các bạn chọn tháng của bạn, ngày tháng năm sinh của các bạn ấy. Thì sau khi các bạn nhấn vào thì các bạn có thể chọn vào đây, ở đây là ngày này, đầu tiên là ngày nhé, đầu tiên là ngày sinh của các bạn này. Đấy. Tiếp theo là tháng nè, tháng thì các bạn chọn, các bạn có thể tích vào đây, các bạn chọn tháng nhé. Và tích vào đây này, và năm sinh của các bạn nhé. Năm sinh các bạn có thể các bạn kéo về lại, sau đó các bạn ấn nút OK thôi là xong thôi. OK. Sau đó các bạn ấn nút OK. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý Son, quý Solana của chúng ta ấy. Thì các bạn mở cái quý Solana của các bạn ra nhé. Thì bạn nào chưa biết cách tạo quý Solana thì có thể xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn tạo quý nhé. OK, sau khi các bạn mở quý Son của các bạn ra thì các bạn nhấn vào Son này nè, nhấn vào Solana này, các bạn nhấn vào Son, chúng ta copy lại cái địa chỉ quý Son của chúng ta. Các bạn ấn vào mục reset. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ quý Solana của các bạn. Chúng ta ấn vào biểu tượng copy này. OK. Sau đó các bạn quay trở lại với cái form, các bạn dán cái địa chỉ quý Son của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn nút OK. Đợi mình tí mình dịch ra cái dòng này nha các bạn. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn. OK, các bạn ấn nút iView. Các bạn ấn một phần iView. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email, thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn nút OK. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username từ Twitter. Từ Twitter handle có nghĩa là username từ Twitter. Thì các bạn quay trở lại với từ Twitter. Các bạn chọn avatar, các bạn copy lại cái username từ Twitter của các bạn. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn này. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ấn nút OK. Tiếp theo đó thì là country. Thì các bạn ghi điền cho mình là Việt Nam giống mình nhé. Bạn ghi là Việt Nam. Có cách không ta? Ok, cách ra đi. OK, sau khi các bạn điền xong thì các bạn ấn nút OK. Những gì không hiểu chúng ta có thể dịch ra nha các bạn. Để tham gia bán cái đô bạn phải tuân thủ cái điều kiện. OK, các bạn ấn nút OK luôn. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là xác thực captcha, thì các bạn cộng hai số này lại nhé và điền lại kết quả dưới đây. OK, sau đó các bạn ấn nút submit. OK, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong cái form để tham gia Androp và tham gia IDO. Thì cái form này là form chung cho ai cho tham gia IDO và tham gia Androp luôn nha các bạn. Thì sau này là bạn nào mà trúng IDO của họ thì các bạn có thể là mua token từ họ. Còn bạn nào mà trật IDO thì thôi, chúng ta ăn chương trình ăn chia Androp nhé. OK, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia ăn chia 2.600.000 bao nhiêu ta? 6.250.000 token DXL. Thì về việc phân phối thì sau này sau khi chương trình IDO của họ xong thì họ sẽ phân phối về cho ông ta nhé. Còn về cái contract của con token này thì hiện tại thì họ chưa có contract đâu nha các bạn. Thì khi nào có contract thì mình sẽ thông báo ở trên kênh Telegram cho các bạn add contract vào quý Son của các bạn nhé. Đợi mình tí mình vào Telegram của họ xem sao. Hình như là trên Telegram của họ cũng chưa có contract các bạn. Thì những dự án trên Son vừa mới ra mắt á, thường thường là nó sẽ update cái contract sau cho chúng ta thôi. Chứ nó không có contract liền cho chúng ta đâu. OK, hiện tại chưa có contract các bạn. OK. OK, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia ăn chi 6.250.000 token DXL đến từ dự án Delas mạng Solana. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.